Tất cả các bạn, hôm nay Tín Dung chấm VN sẽ đến với các bạn với mục review sách, tức là sẽ chỉ cho các bạn những cái cuốn sách nào mà nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn và nó thực sự là có ích cho những người học tiếng Trung. Cái quyển sách đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đó là quyển tiếng Trung cấp tốc dành cho nhân viên bán hàng. Thế cuốn này nó có cái gì hay? Cuốn này là chuyên dành cho những cái người mà mình buôn bán quần áo, mặc cả giá thành, giày dép hoặc là các mặt hàng khác. Thì chúng ta sẽ thử xem trong quyển sách này có gì nhé. Trong quyển sách này thì mình thấy nó có những cái chủ đề như sau. Bạn xem này, thứ nhất nó có chào hàng này, giới thiệu sản phẩm này, bạn có các kỹ năng mời khách này, kỹ năng làm hài lòng khách hàng khó tính này, rồi là đổi tiền tỷ giá hối đoái này, rồi là bạn còn có thể có phương thức thanh toán này đó, rồi bạn có cả các cái chuyên đề ở trong các cái phần như là mua bán quần áo tại đồ, rồi là mua bán giày dép này tại cửa hàng kính mắt đồng hồ, siêu thị điện máy, trang trí nội thất tại tiệm sách báo, văn phòng phẩm, tất cả. Thì quyển này là để dành cho ai? Cho những người mà phải làm kinh doanh, đúng không ạ? Buôn bán chúng ta cần phải mặc cả ra làm sao, ép giá như thế nào, thanh toán ra làm sao, lấy lòng khách làm sao. Cuốn này sẽ phù hợp với những cái bạn làm kinh doanh như vậy. Cuốn này thì cũng không phải là chúng ta có thể học được ngay, đúng không ạ? Bởi vì trong này bắt đầu nó vào phiên âm này, nó cũng có phiên âm rồi, thì cuốn này nó sẽ phải bắt đầu từ khi mà các bạn đã học xong cái giáo trình Hán ngữ 6 tập đấy, đúng không? Hoặc là ít nhất thì bạn phải học hết Hán 1, Hán 2 trong cái bộ Hán ngữ 6 tập mà mình đã dạy online đấy. Thì bước đầu tiên các bạn vẫn phải học từ đầu, đúng không ạ? Học những cái phụ âm này, nguyên âm này, cách viết chữ 1500 chữ Hán mình hướng dẫn trong bộ học tiếng Trung online xong xuôi rồi, có thể học hai quyển thôi, sau bạn chuyển luôn sang quyển này thì mình chỉ đáp ứng các nhu cầu mà mình buôn bán kinh doanh thôi, vậy là xong, đúng không ạ? Thì quyển này hoàn toàn nó có phiên âm đầy đủ rồi, nên là bạn cứ xem qua là bạn thể tiến bộ dần lên, với điều kiện là có cái phần gốc giống như mình vừa nói. Thế còn về tài liệu có thể mua ở đâu? Các bạn có thể mua trực tiếp tại quầy lễ tân của tiếng Trung.vn, số 10 ngõ 156 Hùng Mai. Giá thành của cuốn này là 85.000 đồng. Thế các bạn ở xa thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của tiếng Trung.vn. Để biết cái tài khoản thì các bạn truy cập vào trang tiếng Trung.vn, mục tài liệu học tiếng Trung, thì các bạn sẽ biết được cái tài khoản cần chuyển. Các bạn ở Sài Gòn, ở Nghệ An hay ở miền Bắc, Lào Cai, Yên Bái thì chúng tôi đều có thể chuyển sách lên cho các bạn được. Thì chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện, nhanh thì cũng phải mất 3-4 ngày, chậm thì khoảng 1 tuần. Đấy là do bưu điện của Việt Nam. Và các bạn sẽ phải gửi thêm cái tiền chuyển, vận chuyển. Ví dụ trong Sài Gòn thì có lẽ là mất thêm 200.000, ở miền Trung thì chắc là mất 150.000, miền Bắc thì tầm 100.000. Lời khuyên của chúng tôi là không nên mua một quyển mà chúng ta mua một bộ, tại vì cái tiền vận chuyển thì nó cũng na ná như thế thôi, thì chúng ta đỡ tốn kém hơn. Một cuốn sách nữa có thể bạn sẽ mua cùng, đó là cuốn Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, hoặc là Từ vựng tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng, hoặc là quyển Lượng từ tiếng Trung. Còn để biết nó hay như nào thì xin mời các bạn xem các review khác của tôi. Tại vì tôi muốn là mỗi một quyển tôi sẽ có một cái review một cách kỹ càng hơn, chi tiết hơn, để các bạn biết là cái gì chúng ta cần và chỉ mua đúng cái chúng ta cần mà thôi. Tiếng Trung.vn chúc bạn thành công với Tiếng Trung.